được đưa ra thị trường tiêu thụ từ năm 2010, xăng sinh học E5 được cho là có thể giúp cải thiện công suất động cơ, giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm phát thải với giá không đắt hơn xăng thường bao nhiêu, nhưng sau 3 năm vẫn chưa thu hút được nhiều người tiêu dùng. Mà người dân muốn mua cũng khó tìm cửa hàng bán. Theo thống kê, hiện mới chỉ có 3 trong 10 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tham gia kinh doanh xăng E5, bao gồm PV Oil, Petex và Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô chỉ vài trăm cửa hàng. So với 13.000 cửa hàng xăng dầu trong cả nước thì con số này quá nhỏ bé. Một nguyên nhân khiến việc mở rộng mạng lưới phân phối xăng E5 hạn chế là do công ty phân phối phải bù lỗ 250 đồng cho mỗi lít xăng, song sức tiêu thụ cũng không cao. Thêm vào đó, đầu tư cải tạo cơ sở vật chất để phân phối xăng E5 cũng tốn kém nhưng không được hưởng ưu đãi như các dự án sản xuất. Phân phối và tiêu thụ khó khăn dẫn đến nhiều hệ lụy đối với sản xuất kinh doanh. Cả nước hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol, nhưng một nhà máy đã tạm ngừng hoạt động, hai nhà máy còn lại thì chỉ sản xuất cầm chừng.